Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 10 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần lý thuyết của cái bài số 4. Nói chung là ở cái tiết 2 á, nó tuy nó dài nhưng mà nó hay. Ở cái bài vận dụng ở phía trên, thầy đã giải cho các em rồi. Ở cái bài này nó rất là hay để mà đi tìm giá trị lớn nhất hay là giá trị nhỏ nhất, đúng không nào? Tùy theo yêu cầu của đề bài. Nó gồm có 7 bước, thì trong clip đó thầy đã đưa ra 7 bước để chúng ta giải quyết một cái bài toán gặp cái trường hợp đó. Và đặc biệt ở cái bài 2.6 này chắc chắn là phải giải theo cái hướng đó rồi. Trong clip này thầy giải cho em ở hai câu này nha, câu 2.4 và 2.5. Câu 2.6 thầy sẽ định dành riêng để giải trong vòng một clip, giải kỹ cho em dạng này để chúng ta làm. Ok, ta có bài 2.4 em. Cái đề bài người ta yêu cầu gì đây? Hệ bắc phương trình nào sau đây là hệ bắc phương trình bậc nhất hay ẩm? Câu A, x nhỏ hơn 0, y lớn bằng 0. Thì đây có phải là một hệ không em? Chắc chắn là phải. Tại vì sao? Tại vì ví dụ ở cái bắc phương trình đầu tiên thì hệ số A của ta đây là bằng 1, hệ số B là bằng 0, hệ số C bằng 0, thì nó cũng không quan trọng, nó vẫn là bắc phương trình bậc nhất. Cái thằng này cũng vậy. Như vậy thì cái hệ này là, đây chính là hệ bắc phương trình bậc nhất hai ẩm. Câu B, x cộng y mũ 2 nhỏ hơn 0, y trừ x lớn hơn 1. Nếu ở cái bắc phương trình này thì phải này, nhưng anh này không phải. Tại vì chỗ này là gì? Anh này là bậc 2, không phải là hệ bắc phương trình bậc nhất hai ẩm. Ở đây chúng ta có thể giải thích giùm thầy, ở đây là vì ở đây là gì các em? Cái x cộng y mũ 2 nhỏ hơn 0 này không phải là bắc phương trình bậc nhất, không phải là bắc phương trình bậc nhất hai ẩm, tại vì ở đây nó chứa y mũ 2. Vì đây là nó chứa y mũ 2. Vậy thôi. Câu C, nghĩa là giáo viên có hỏi thì cũng biết đường trả lời tại sao nó không phải á. Chứ không chừng đấy nó ngơ ngơ không biết cái chỗ nào nó là không được. Cái này là phải này, nhưng mà anh đây là không phải thì chứng tỏ cả cái hệ này là không phải. Được chưa? Tiếp tục. X cộng y cộng z mấy ẩn này, 3 ẩn rồi. Anh này thì phải này. Anh này là phải bắc phương trình này, bậc nhất hai ẩn này. Nhưng mà anh này không phải, anh này 3 ẩn. Như vậy đây ta kết luận vô chúng ta là không phải là gì đó, ta ghi lại giùm thầy ha. Vì ở đây là mấy ẩn nha? Vì có 3 ẩn. Vì có 3 ẩn ở bắc phương trình thứ nhất này. Câu D, cái bài nào mà nó dễ thì thầy sẽ làm nhanh. Trường gì quốc số 9 ha, còn bài khó thầy sẽ làm chậm. Đây câu D này các em này. Ở cái dạng này người ta lừa này, lừa chỗ nào này, đánh đố em chỗ nào này. Ở đây là 3 bình phương hệ số C thì bằng 9, đúng chưa? Chứng tỏ cái này là một bắc phương trình bậc nhất hai ẩn. Ở đây là 4 bình phương, phải mở mắt thật to ra nghe. Chỗ đây là 4 bình phương hay chỗ đây là, nếu mà chỗ đây ít bình phương là không phải, nhưng ở đây 4 bình phương thì bằng 16, thì hệ số nó bình phương thì kệ nó ha. Như vậy nó ra được âm 2x cộng y nhỏ hơn mấy, nhỏ hơn 9. Ở đây là 16x cộng 3y nhỏ hơn 1. Thì hai anh này đã chính là bắc phương trình bậc nhất hai ẩn, thì chứng tỏ nó sẽ tạo thành một cái hệ. Nhưng mà cái này là phải ha. Đây chính là hệ bắc phương trình bậc nhất hai ẩn. Tóm lại ở cái bài này là câu A và câu D là phải, còn câu B với câu C là không phải, nhớ chưa? Nghĩa là cái điều kiện để mà trở thành cái bắc phương trình bậc nhất hay ẩn là AB nó không đồng thời bằng 0 là được. Ok, có thể A bằng 0, B khác 0 hoặc và ngược lại. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái bài 2.5. Được chưa? Rồi, chúng ta đi sang câu 2.5 nha. Biểu diễn miền nghiệm của mỗi hệ bắc phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ. Ta có câu A,
y trừ x nhỏ hơn âm 1, x lớn hơn 0 và y nhỏ hơn 0. Như vậy thì bây giờ ở trong đây có 1, 2, 3. Hai anh đây thì dễ rồi, hai anh đây rất là dễ. Bây giờ quan trọng là thằng này. Thằng này thì bây giờ chúng ta cũng sẽ làm đầy đủ 3 bước. Vậy là chúng ta sẽ vẽ đường thẳng D, rồi xét tọa độ O gì đó, và chúng ta kết luận xem thử nó chứa O hay không chứa O. Ha? Em hiểu không? Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta xác định miền nghiệm của cái anh là x trừ y nhỏ hơn âm 1. Đầu tiên chúng ta thực hiện các bước sau, đó chính là vẽ cái đường thẳng D, chúng ta đổi lại là trở thành trừ x cộng y bằng âm 1 nha, đi qua hai điểm, đi qua hai điểm. Chúng ta cho x bằng 0, x bằng 0 thay này bằng 0 thì y sẽ bằng âm 1. Y bằng 0, y bằng 0 thì âm x bằng âm 1 thì x sẽ bằng 1. Đúng nào? Bây giờ chúng ta thấy hệ số C của nó khác không, chứng tỏ chúng ta sẽ xét O, xét góc tọa độ O 0 0. Ta thấy O thì nó sẽ không thuộc D, và ta thế vô 0 trừ 0 thì cái này bằng 0, nó nhỏ hơn âm 1. Cái này đúng hay sai? Cái này vô lý này, chứng tỏ nó không chứa O. Chứng tỏ cái này vô lý. Em thấy này, 0 thì nó phải lớn hơn âm 1, đúng không? 0 nó phải lớn hơn âm 1, mà đây là 0 nhỏ hơn âm 1, chứng tỏ vô lý. Chứng tỏ cái miền nghiệm của nó không chứa O, được chưa? Do đó Cái miền nghiệm của bất phương trình trên là nửa mặt phẳng, có lấy đường thẳng D không? Ở đây không có dấu bằng thì chứng tỏ nó không lấy đường thẳng D. Mặt phẳng không kể bờ D và không chứa O. Không chứa ô. Nhớ là chúng ta sẽ vẽ bằng nét gì? Nét đứt, nhớ chưa? Còn bây giờ cái anh x lớn không và y nhỏ không thì cái này rất là dễ, có đúng không nào? Như vậy thì cái miền nghiệm x lớn không là nửa mặt phẳng, bờ là gì các em? Đó chính là bờ OY. Bờ y, và nhớ là không kể trục OY, tại vì ở đây nó không có dấu bằng, được chưa nào? Và nó chứa điểm ở đây chúng ta lấy một điểm dương đây, nó nằm trên cái trục OX, ví dụ điểm 1 không chẳng hạn, nghĩa là, hay nói cách khác là nằm phía bên tay phải của góc tọa độ O á, nói cho nó nhanh. Miền nghiệm của y nhỏ hơn không chắc chắn nó phải nằm ở phía dưới này, tại vì nó lấy số âm này, không? Đó chính là nửa mặt phẳng bờ gì, ô gì, OX, và có kể trục OX không? Không kể trục OX, tại vì ở đây nó không có dấu bằng, được chưa nào? Và ở đây nó chứa một cái điểm chúng ta lấy âm này, âm ở phía dưới, nằm phía dưới, đó chính là không âm 1 ấy, hiểu chưa? Như vậy thì khi đó miền nghiệm chúng ta như sau. Trục thì chúng ta phải bắt buộc phải vẽ bằng nét liền rồi, chứ không thể nào vẽ nét đứt được. Nhớ nha. Y. Ở đây X. Ở đây O. Rồi giờ chúng ta sẽ vẽ đường thẳng D trước, đi qua hai điểm 0 âm 1, 1 0 ha. Đây là 1 2 1, ở đây 2, cứ như vậy chúng ta lấy ra, được chưa? Được chưa nào? Thì bên đây là âm này, cái này thì lên lớp 10 rồi, nó rất là dễ, chả cái gì gọi là khó đối với em cả ha. Bây giờ chúng ta vẽ đường thẳng D trước nha,
0, x bằng 0, y bằng âm 1 đây. Âm 1 đây. Tiếp tục. 1, 0, 1 đây. Bắt buộc phải xác định được hai điểm này thì mới vẽ được đường thẳng D được, đúng không? Nhớ, nét đứt hay nét liền? Nét đứt, tại vì nó không lấy đường thẳng D, nên ta sẽ vẽ bằng nét đứt nhớ nha. Cái này thầy hay nhầm, cứ vẽ một cây rẹt ngay bắt đầu nhớ lại. Rồi, bây giờ xem thử nó có chứa ô không? Các em, có chứa ô? À, không chứa ô. Không chứa ô nghĩa là cái miền nghiệm của nó sẽ nằm ở phía bên đây này. Miền nghiệm của nó phải nằm bên đây. Còn không phải miền nghiệm thì chúng ta gạch đi là vòng phía bên đây, tại vì nó không chứa ô. Thì gạch cái anh chứa ô đi. Hiểu không? Đó. Hiểu chưa? Gạch bỏ này đi. Chứ phải để nó trống trên đây rồi nó bảo còn nghiệm trên đó nữa. Rồi. Tiếp tục. Bây giờ x lớn hơn 0, x lớn hơn 0 nghĩa là chúng ta sẽ lấy phía bên đây, phía bên tay phải đây, còn phía bên đây chúng ta gạch nha. Phía bên trái chúng ta gạch đi. Rồi. Bây giờ x nhỏ hơn 0. X nhỏ hơn 0 nghĩa là gì? X nhỏ hơn 0 nghĩa là chúng ta sẽ lấy từ ở phía dưới đây. Nghĩa là cái hiểu không? Miền nghiệm của nó sẽ là gì? Ở phía dưới đây, chứng tỏ chúng ta sẽ gạch ở phía trên đây. Các em hiểu không? Nếu như mà x lớn hơn 0 á, x lớn hơn 0 thì miền nghiệm nó sẽ nằm phía trên, còn chúng ta sẽ gạch ở phía dưới. Còn x nhỏ hơn 0, x nhỏ hơn 0 nghĩa là miền nghiệm của nó là sẽ lấy là những cái anh âm ở phía dưới đây này, chứng tỏ chúng ta sẽ gạch ở phía trên đây. Nên chúng ta gạch phía trên đây nha. Gạch phía trên đây. Đó, ta hình dung như vậy. Nói như vậy là chắc có lẽ chúng ta hiểu đúng không? Rồi, chứng tỏ miền nghiệm ta ở trong cái vùng này này. Hiểu chưa? Ok, như vậy ở đây chúng ta ghi là cái miền nghiệm của cái hệ bắc phương trình đã cho là phần không bị gạch chéo. Nha. Ở đây em mở một đơn ra là không kể các cái trục tọa độ. Ở đây chúng ta có thể lấy hai điểm ở đây là A với B đi. Không kể các trục tọa độ và AB. Nghĩa là ở đây AB không lấy này, trục tọa độ này không lấy và trục tọa độ này không lấy, tại vì nó không có dấu bằng. Hiểu chưa? Rồi, xong câu A. Em ha. Làm như vậy nó cũng dài lắm chứ không phải đơn giản đâu. Nó hơi dài, cũng làm nhanh thì rất là nhanh. Tại vì do là ghi nó lâu á, chứ thực sự là khi chúng ta biết rồi thì nó không dễ, không khó. Miền nghiệm là nằm ở chỗ đây này, góc này. Đó. Đây sang câu B các em nhé. Câu B. Rồi chúng ta đi sang ở câu B. Những phần này muốn chạy nhanh thì cũng không chạy được các em. Làm từ từ rờ mà. Còn em muốn thầy chạy nhanh thì dễ thôi. Thầy chạy thì nhanh lắm em. A nhỏ bằng 4, trời mây hồn. Rồi. Xin lỗi em, mày hồn mày sai đề nghe là tiêu. Bây giờ người ta xác định miền nghiệm hai thằng này dễ rồi, đúng không? Ghi nhanh cái miền nghiệm của cái bắc phương trình x lớn bằng 0 là nửa mặt phẳng bờ gì? Bờ OI, và nó chứa cái điểm bây giờ nó lớn bằng 0, nghĩa là chúng ta sẽ lấy là gì? Phía bên tay phải, nghĩa là lấy thằng dương từ chỗ 0 hấp qua. Chứa điểm bên đây lấy 1, 0 đi. Và nó cơ cả là cái trục OI luôn. Cơ cả trục OI. Tiếp tục, miền nghiệm
10 nghiệm ở đây chúng ta ghi bóc phương trình ở đây là y lớn bằng 0 nha, là nửa mặt phẳng bờ ở đây là O gì, OX chứa điểm ở đây là chúng ta lấy một điểm ví dụ 0,1 đây chắc chắn nó nằm phía trên này, và cơ cả trục gì, trục OX, tại vì nó giống nhau nên chúng ta dựa trên cái câu trên đây để chúng ta ghi lại phía dưới này nha. Còn bây giờ thầy sẽ làm cho các em cái chỗ này cũng 3 bước. Miền nghiệm của 2x cộng y nhẫn bằng 4 này. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ vẽ đường thẳng D. Vẽ đường thẳng D là 2x cộng y bằng 4 đi qua hai điểm, ta cho x bằng 0 thì y bằng 4, y bằng 0 thì 4 chia 2 thì x bằng 2. À, bây giờ chúng ta sẽ xét O 0,0 vì O thì không thuộc D, và anh em ta thế vô 2 nhân 0 cộng 0 ở đây bằng 0 thì chắc chắn cái này nhỏ bằng 4, cái này đúng nè. Khi mà đúng á thì chắc chắn nó sẽ chứa O và nó sẽ lấy luôn đường thẳng D luôn, tại vì ở đây nó có dấu bằng. Các em hiểu không? Do đó cái miền nghiệm của bóc phương trình trên là nửa mặt phẳng, ha, là nửa mặt phẳng bờ, nửa mặt phẳng bờ D, cửa cả ở đây là cửa cả D nha, cửa cả D và chứa O. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ vẽ ra. Xong rồi đó. Chúng ta gặp những dạng này thì chúng ta nên vẽ cái đường thẳng D trước để xác định cái hệ bóc trình kia trước, miền nghiệm của bóc trình kia trước, rồi cái anh x lớn không, y lớn không thì chúng ta xác định cuối cùng em nha. Kinh nghiệm làm bài như vậy, chứ không vẽ trước thì nó rối. Rồi bây giờ chúng ta cũng lấy 1, 2, 3, 4, 5 đi. 4 vào đây. 1, 2, 3, 4, 5. Yêu, lấy xe như 1, 2, 3, bị né. Rồi bây giờ x bằng 0, y bằng 4 ở đây, 2 ở đây, đây là 1 ha. Ta gạch xuống. Như vậy nó là nét liền, tại vì nó lấy đường thẳng D và đồng thời nó chứa O, thì chứa O thì chứng tỏ phía bên đây là miền nghiệm, bên đây không phải miền nghiệm, tôi gạch phía bên đây. Hiểu chưa? Rồi xong. Bây giờ chúng ta sẽ lấy x lớn bằng 0. X lớn bằng 0 nghĩa là nó là bờ là OY này. Thì miền nghiệm của nó phía bên tay phải này, chứng tỏ ở phía bên tay trái chúng ta gạch đi, bỏ đi ha. Rồi gạch đi. Gạch này giống máy tròn nít với anh em. Rồi y lớn bằng 0, y lớn bằng 0 thì đó chính là gì? Nó sẽ lấy phía trên thì chứng tỏ phía dưới chúng ta gạch đi. Rồi, đó chính là tam giác này. Ở đây lấy B, đây lấy A này. Được chưa nào? Ta kết luận đây là vậy. Miền nghiệm của cái hệ bóc phương trình đã cho là cái miền tam giác OAB, cửa cả các cạnh, nghĩa các cạnh nó đều lấy hết, được chưa? Câu B này.
Được chưa nào? Rồi, ta sẽ đi sang ở câu C, cũng là câu cuối cùng trong clip hôm nay nha. Chờ thầy gấp cái tờ giấy lại nha. Thầy nhìn dưới bóng đèn led nhiều đau đầu chịu không nổi em. 2.5. X lớn bằng 0 thì dễ rồi. X cộng y lớn hơn 5. X trừ y nhỏ hơn 0. Rồi, bây giờ chúng ta cũng sẽ làm từng bước. Giờ xác định miền nghiệm đầu tiên. Thì cái miền nghiệm này chúng ta lặp lại giống như hồi nãy á, ở câu B á. Miền nghiệm của bắc phương trình x lớn bằng 0 là nửa mặt phẳng. Cái này em ghi lại nha. BOY chứa cái điểm 1, 0, cỡ cả cái trục OY. Được chưa? Bây giờ chúng ta xác định miền nghiệm của thằng này. Miền nghiệm x cộng y lớn hơn 5. Bây giờ chúng ta sẽ làm 3 bước. Vẽ cái đường thẳng D1, x cộng y sẽ bằng 5, đi qua hai điểm, ta cho x bằng 0, x bằng 0 thì y bằng 5, y bằng 0 thì x bằng 5, đúng không? Xét góc tọa độ O 0, 0, tại vì ở đây hệ số C chúng ta là hệ số C chúng ta là khác không, nên chắc chắn ta phải xét góc tọa độ O. Vì O 0 thuộc D1 và ta có là 0, còn 0 thì bằng 0, cái này lớn hơn 5 thì chứng tỏ là như nào? Vô lý. Vô lý. 0 thì nó phải nhỏ hơn 5 mà đây lớn hơn 5, chứng tỏ vô lý này. Chứng tỏ từ đây chúng ta thấy là do đó miền nghiệm miền nghiệm của cái bắc phương trình trên là nửa mặt phẳng BD, ở đây là không không kể D, nghĩa là không lấy D đấy, và không chứa O, và không chứa O, nhớ lại như vậy, nó không chứa O nha. Đó. Nếu mà chỗ đây mà đúng ấy thì nó chứa O, còn đây nó không, nó vô lý thì nó không chứa O, nghĩa là chúng ta gạt đi cái phần chứa O đi. Tiếp tục, bây giờ chúng ta tới x trừ y ha. Miền nghiệm x trừ y nhỏ hơn 0, đúng chưa? Lưu ý ở đây hệ số C bằng 0 này, chứng tỏ chúng ta không được xét góc tọa độ O 0, 0 nha. Bước đầu tiên, ta vẽ đường thẳng D2 x trừ y bằng 0, đi qua hai điểm. Thứ nhất đó chính là góc tọa độ 0, 0. Cho x bằng 0 thì suy ra y bằng 0, cứ đúng nè. Và đồng thời chúng ta lấy một điểm ở đây, ta lấy x bằng 1 thì chắc chắn y sẽ bằng 1, tại vì ở đây nếu mà chúng ta chuyển qua nghĩa là x bằng y, đúng không? Chúng ta sẽ xét một cái điểm khác ô, được không nào? Chúng ta sẽ xét một cái điểm ví dụ như là 1, 0 đi, được không? Dùng điểm A nào đó có tọa độ 1, 0, vì A nó không thuộc D2 và đồng thời chúng ta có này, thế tọa độ vô lấy 1 trừ cho 0, 1 trừ 0 bằng 1 mà nhỏ hơn 0, nó lại vô lý. Chứng tỏ cái anh D2 này, cái miền nghiệm của nó không chứa, nó không chứa điểm A và không kể cả D2, không lấy D2 nha. Do đó miền nghiệm của bắc phương trình trên là nửa mặt phẳng BD2, đây em ghi là không lấy D2 và không chứa
không chứa A, không chứa điểm A, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ. Rồi bây giờ chúng ta nên vẽ cái anh D1 trước, 0, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 đây, 1, 2, 3, 4, 5 đây, 6 gì đó. Rồi như vậy bây giờ chúng ta vẽ hai điểm này. Ở đây á là nó không lấy cái anh D1 chứng tỏ là không có dấu băng, thì chúng ta sẽ vẽ bằng nét nét đứt. Hiểu nào? Ở đây coi thử nó chứa ô, vô lý, chứng tỏ không chứa ô, không chứa ô thì gạt cái phía bên đây đi. Đó, hiểu chưa? Rồi. Ok, tiếp. Đây là D1 nha. Giờ vẽ D2. 00 đây, 11. 1 đây, 1 đây đúng không? Nói lại. Rồi. Cũng là nét đứt, tại vì nó không có dấu bằng, vì là không lấy D2 đấy. D2 như vậy thì ở đây coi thử lấy cái điểm nào. Ở đây lấy một cái điểm A, điểm A tọa độ là 10 x đây, điểm A đây, chứng tỏ nó chứa A, không chứa A, không chứa A đúng không? Vô lý này, không chứa A chứng tỏ là gặp ở phía bên A này đây, gặp phía bên A, không chứa A thì không lấy A thì gạch phía bên A này đi. Đó, ok. Bây giờ tiếp tục một cái nữa là x lớn bằng 0. X lớn bằng 0 thì nó sẽ là BOI mà chúng ta gạch phía bên đây. Gạch phía bên đây. Chứng tỏ miền nghiệm ta nằm chỗ này này. Miền nghiệm chỗ này này. Được chưa? Vậy miền nghiệm của cái hệ bắc phương trình là phần không bị gạch chéo. Không kể D1 và D2. Nghĩa là chúng ta không lấy đường thẳng D1 và D2. Được chưa? Là cái phần này, này nếu có màu tô thì em tô chỗ đấy để người ta thấy nha. Câu C. Rồi, như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài 2.6. Chúc em học tốt, bye bye. Các em nhớ làm trước thầy bài 2.6 nha. Đây, bài 2.6, cái đề bài.